Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Giáp Ngọ 2014. Theo quy luật cung cầu, đây là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm bởi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu hay lương thực thực phẩm phục vụ dịp lễ Tết. Để tránh tình trạng thị trường bị thiếu hàng sốt giá, ngành công thương đã lên phương án bình ổn giá và giám sát thị trường chặt chẽ trước, trong và sau Tết. Đây là 100 tấn gạo tẻ, 100.000 lít dầu ăn là hàng bình ổn giá mới được Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vì là hàng bình ổn giá nên số hàng này sẽ được phía doanh nghiệp kịp thời can thiệp khi thị trường có dấu hiệu thiếu hàng, sốt hàng, đảm bảo ổn định thị trường, giá cả, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Hiện bây giờ đã chuẩn bị những cái mặt hàng dầu và gạo, và nhất là dầu là chuẩn bị đầy đủ và hàng bán là có theo quy định của ban giám đốc đóng và cho bảng giá niêm yết theo quy định. Cũng là công ty tham gia dự trữ hàng hóa bình ổn giá nên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thành Sang đang dự trữ khoảng 1.000 tấn gạo chuẩn bị sẵn sàng cho dịp Tết 2014. Đến thời điểm này, giá gạo đã có sự biến động sớm khi đầu vào đã tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, công ty vẫn thực hiện bán đúng cam kết. Cụ thể, giá bán gạo bình quân của công ty vẫn giữ ở mức 9,7 triệu đồng một tấn, thấp hơn so với giá gạo trong danh mục dự trữ thiết yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số lượng cung cấp cho cả huyện thì bình quân hàng ngày thì công ty vẫn xuất bán với cái lượng là từ 30 đến 50 tấn trong một ngày và vẫn xuất đều đặn. Còn cái giá cả thì cũng có biến động lên một chút, thì xuất ở cái giá dao động tùy theo lượng và tùy theo khách hàng. Công ty Cổ phần Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thành Sang là hai trong tổng số 6 doanh nghiệp của tỉnh tham gia dự trữ hàng bình ổn giá theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, sẽ có 3 mặt hàng được dự trữ, bao gồm gạo tẻ 700 tấn, gạo nếp 100 tấn và dầu ăn là 350.000 lít với tổng giá trị các mặt hàng khoảng 20 tỷ đồng. Có thể thấy mặt hàng và lượng hàng nằm trong danh mục bình ổn chưa nhiều, thế nhưng với sự nỗ lực của tỉnh và các doanh nghiệp, người dân có thể phần nào yên tâm sẽ không có quá nhiều biến động với những mặt hàng nằm trong danh mục bình ổn giá. Kỳ thực thì 20 tỷ trong dịp Tết thì rất là nhỏ, nhưng mà chúng tôi ở đây dự trữ chủ yếu để dập tắt những cái cơn sốt. Ví dụ sốt dầu ăn thì chúng tôi có cái lực lượng có thể tống đến ngay cái thị trường đó để giảm cái sốt giá. Hay là thường là trong dịp Tết thì có những cái vùng nghèo đói, vùng dân tộc có thể là giá gạo tăng trưởng tăng đột biến chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ có cái lực lượng điều cái gạo bình ổn giá này về bán để phục vụ cho bà con. Theo khảo sát, hiện nay ngoài thị trường, nhóm hàng lương thực có xu hướng tăng nhẹ từ 5 đến 10%. Trong tháng 11, nhóm hàng thực phẩm tăng 5 đến 8%. Từ tháng 9 đến nay, dự kiến sát Tết giá các mặt hàng này sẽ có xu hướng tăng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, rau củ quả. Do ảnh hưởng của thời tiết, vì vậy người dân thực sự mong muốn sẽ có nhiều mặt hàng được đưa vào danh mục bình ổn giá hơn, thị trường có thể được kiểm soát chặt chẽ hơn để không còn cảnh thiếu hàng, sốt giá mỗi dịp Tết đến xuân về. Bởi chỉ 3 mặt hàng bình ổn giá là gạo nếp, gạo tẻ và dầu ăn như năm nay là quá ít so với nhu cầu thực của người dân.